Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Em Đức Tiến 30 tuổi nha các bác. Đó, hôm nay thì cũng cuối năm rồi nha các bác. Đó, chắc em làm video này là em nghỉ rồi nha các bác. Đó, nghỉ Tết ha, tại vì bây giờ bãi bờ nó không còn gì nữa, mới nữa đâu các bác ha. Đó, không có xả hàng nữa ha. Đó, hôm nay thì có một số cái mặt hàng sẽ thanh lý ha. Đó, đặc biệt là máy ha, máy lát em sẽ cân ký ha. Rồi, ly giữ nhiệt ha các bác. Đó, à mà bác nào mà em còn nợ cái gì hoặc là nợ tiền hay nợ gì đó thì các bác liên hệ lại với em ha. Đó, báo cho em tiếc thì anh ví dụ như anh Thọ Anh nhá, anh Đặng Thọ Anh ơi, có coi được video này của em, hình như là em có nợ anh một cục đá mài hay sao đó ha. Đó, bây giờ thì em cũng không còn nhớ số của anh nữa, thì anh coi được video này của em thì liên hệ lại với em ha. Đó. Rồi, hôm nay thì ly giữ nhiệt ha. Đó, ly giữ nhiệt này về các bác mua liên tục ha. Đó, em cũng về liên tục luôn. Đó. Ly giữ nhiệt này thì hôm nay đã xả là 60.000 một chiếc ha các bác. 60.000 một chiếc ly giữ nhiệt ha. Đó, đây, ruột nó mới ha các bác. Đó. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng ha. Ở ngoài thì nó cái lớp sơn, lớp mạ nó vận chuyển thì nó cọ vào nhau cho nó sẽ chảy ha các bác. Đó. Nhưng mà ở trong đấy, quan trọng là ở trong thôi ha các bác. Đó, nó sạch sẽ này, sáng bóng luôn ha. Đây, ly giữ nhiệt hàng nội địa của Nhật ha. Cái này thì thể tích của nó 350 nha các bác. Thể tích của nó đầy là 350. Đó, 350 là đầy đầy vừa khít miệng luôn ha. Cái này thì các bác sử dụng uống bia ha. Tết tư nè, đặc biệt là mùa Tết rồi. Tết ha. Đó. Các bác uống bia nè, uống nước ngọt nè thì cái bàn của mình nó sẽ không bị ra mồ hôi, nó không bị ướt, tại vì cái ly này ly giữ nhiệt nó sẽ không bị ra mồ hôi, nó không bị toát mồ hôi toát nước ra ngoài nè. Đó, bàn của mình rất là sạch sẽ khi mà ăn, đặc biệt là nhà bác nào mà xài ga ha, xài ga chải bàn đó, thì nó sẽ không bị ướt ga ha. Đó, nó không bị ướt ga. Rồi, cái này các bác sắm thì chỉ sắm một lần mà xài tới vài chục năm đó các bác, tại vì nó là ly inox giữ nhiệt ha. Đó, rất là khó bể, nó như ba ly sành, ly nhựa kia nó có thể vỡ ha, ly này. Đó. Đó. Các bác làm sao thì các bác làm ha. Đó, vẫn ok. Mua một lần mà lại xài vài chục năm ha. Đó, trừ khi nào các bác mà lấy cái búa các bác đập thì nó móp méo vào, nhưng mà mình gò ra vẫn xài bình thường ha. Đó, mình gò ra xài bình thường, nhưng mà quan trọng là nó còn giữ nhiệt hay không thôi nha các bác. Đó, nên các bác đừng có chơi dại nhé, lấy búa mà đập vào cho nó méo đi thì bó tay. Đó, hôm nay sẽ xả lên cái này là 60.000 một chiếc ha các bác. Đó, 60.000 một chiếc thôi. Rồi, giờ vào mấy cái món đồ nghề ha các bác. Đó, thì cái xẻng này đây ha, xẻng này. Đó nè các bác, thấy xẻng nó mới chưa, mới một cách dã man ha các bác, không còn cả tem luôn nha các bác, không. Đó, ở bãi á, thì nó sẽ có một khu, một bãi hoặc là hai ba bãi nó sẽ bán chuyên đồ mới, chứ không phải là lúc nào nó cũng bán đồ cũ nha các bác, bán sẽ bán chuyên đồ mới ha. Cho nên là các bác đừng có thấy mới mà sợ ha. Đó, không phải là lúc nào, không phải là bãi nào người ta cũng bán đồ cũ ha. Nè, nhìn nó có cả mã vạch luôn ha, các bác có thể check mã vạch ha. Đó. Rồi, D10 một cái xẻng xúc xúc này, xúc đất làm bonsai ha, làm lan, làm đồ gì đó các bác. Đó, xúc mấy cái chậu cây nhỏ nhỏ ở trong nhà đó ha. Cái này thì em bán 80k. Mới một cách dã man ha các bác. Đó, nước sơn của nó còn quá đẹp luôn. 80k một cái nha các bác, chứ không phải 80k hai cái đâu ha. Đó, nó có hai cái này thôi, lấy về hai cái thôi. Đó, 80k một cái. Còn đây là D2 là cái tai nghe ha các bác. Tai nghe. Tai nghe đó, Đài Loan, hàng China, nhưng mà China xuất Nhật các bác. À, mã vạch của Nhật đây nè. Đó. Nhưng Mark in thì China. Đó. Đó. Mã vạch của Nhật nha. Đó. Hàng China xuất Nhật. Đó. 50k. Còn mới, đang còn trong hộp luôn nha các bác, không? Đang còn trong hộp luôn ha. Đó. 50.000 một cái thôi, có hai cái. Rồi, cái này cũng 50.000 luôn ha. Cái này cũng 50.000 luôn. Đó. Cái này nó cũng là hàng China xuất Nhật ha. Nè. Mã vạch của Nhật ha. Đó. China, China xuất Nhật, em không ngại công khai là China, tại vì nó là hàng China xuất Nhật thì xài thì nó cũng
được khoảng 80 đến 90% ha. Đó. Không ngại, không công khai ha các bác. Rồi. Cái này thì cũng 50k luôn nha các bác. Đó. Cái này không ghi mã. Rồi, cái này là cái bộ tô vít sửa đồng hồ à. Tô vít sửa đồng hồ thì phải. Không biết làm cái quái gì đây trời. Cái này vặn gì, vặn lục giác này các bác. Đó. Tô vít sửa đồng hồ chắc vậy. Cái này lục giác này. Rồi, cái này thì nó ghi ở đây là cũng Made in China, nhưng mà China xuất Nhật ha. Đó, mã vạch của Nhật luôn này. Các bác có thể check code gì đó, check sao thì check ha. Đó, Made in China xuất Nhật, mã vạch của Nhật ha. Cái này là mã D0 đi. D0. Rồi, bán 70k. Rồi, ở đây là kéo tỉa răm à, cũng China xuất Nhật luôn nha các bác. Đây, China, máy in China. Đó. China nhưng mà China xuất Nhật ha. Đó. Đó, chữ Nhật này. Kéo này thì 210mm, chắc là tổng chiều dài của nó 210mm ha các bác. 200 à, đây, đo cái này. Rồi, lưỡi của nó là 8 phân luôn ha các bác, 7-8 phân nữa, ha. Đó. Rồi, tổng chiều dài của nó là 210 đúng rồi. Chính xác, nguyên tem nguyên bọc ha. Đó. Rồi, con này thì 130k. D3 130k ha. Đó, còn nguyên bọc nguyên tem ha. Tem còn chưa khui đây này. Đó. Bấm nè, các bác thấy nốt ghim nó đang bấm này, chưa khui à. Đó, không? Chưa khui luôn nha các bác. 130k hàng China xuất Nhật. China mà xuất Nhật thì nó cũng thành nội địa của Nhật thôi ha các bác. Đó. Còn con này là con cắt hoa quả, à, nó hình hoa quả này luôn. Takagi. Đó, cũng China xuất Nhật luôn. Này 160mm ha. 160mm. Cái mũi này là mũi cắt hoa quả ha các bác. Đó, mình có thể cắt hoa quả này. Cắt với cái núm, núm cây, ví dụ cắt cam, cắt đồi đó ha. Cắt cam hoặc là cắt chanh dây chẳng hạn ha. 100k. D4 100k ha. Rồi, D5. Cái này nó cũng là hàng China xuất Nhật luôn này các bác. Đó. Made in China. Không ngại công khai cho các bác luôn là đó. Hàng này là hàng China xuất Nhật, mã vạch của Nhật đây nè, đó. Rồi, bộ tô vít này bán 70k. D5 70k. D6. D6 là một con em dao thép kẹp nguyên rin luôn nha các bác nè. Em chưa hề đụng chạm này luôn nè, không? Lưỡi của nó nè. Đây. Bác nào mà đọc chữ Nhật thì các bác có thể dịch được nó ha. Con em bó tay này, khâu nè. Khâu từ khâu cho tới cán này, rất là hoàn hảo ha các bác. Nó còn hình như là đến phải 95%. 95% là người ta chưa có xài ha. Cán nó không biết bằng gỗ gì ha, rất là đẹp ha các bác. Không biết bằng gỗ gì, nó như dầu là gỗ rất là đẹp ha, vân của nó này các bác nhìn này. Đó. Không biết nó là gỗ gì ha. Rồi, lưỡi 17. Bản 4 phân rưỡi ha. Lưỡi 17 bản 4 phân rưỡi. Dài 2 ly. Con này bán 220k. Thép kẹp nha các bác. Điện thoại này quay của móc rồi các bác ơi. Đó, thép kẹp này các bác nhìn thấy không? Đây nè, nhìn đây là thấy rồi ha. Thép kẹp 220k. Rồi, đây là một em sashimi. Đó, cái cán của nó cũng sử dụng cái gỗ như thế này ha.
cũng sử dụng cái gỗ như cán kia. Đây, vân của nó đây. Đó, vân của nó đây ha các bác. Đây, còn đây là nhãn hiệu hay thương hiệu gì của nó đây ha. Đó. Sashimi. Em này cầm thì rất là chắc tay ha các bác. Cầm nó cảm giác nó phê kinh khủng luôn đó các bác ơi. Rồi, dài 23 luôn này ha. Dài 23 luôn. Bản ngay tại khúc này là 2,5 phân. Đó. Bản ngay tại khúc này là 2,5 phân ha. Đó. Giày 3 ly. Đó. Giày 3 ly ha. Rồi, con này em 320k. 320k ha. Sashimi. Rồi, D8 này. Đây, một con Nagiri còn nguyên trong bọc luôn. Đó. Made in Japan, mã vạch. Đó, các bác có thể check code gì đó thì check ha. Đó. Khui ra coi. Đây. Nagiri. Đó. Made in Japan này. Các bác nó còn nguyên trong hộp này thì nó là mới 100% này ha. Đó. Lưỡi 16 năm này. Đó. Lưỡi 16 năm này. Bản 5/3. À, bản 5/3. Dày 1,5 ly này. Cán kia khâu kia này. Các bác về các bác sẽ chưa em hay chưa hề cắt một cái gì ha. Đó, các bác về các bác phá. Đó. Các bác về các bác sẽ là người đầu tiên sử dụng nó ha. Giống như là khui zin. Em chỉ khui hộp để em đo thôi nha các bác, còn chưa xài đâu nha. Giống như là vạch ra xem thôi đó. Như cởi quần áo ra xem xong rồi đậy lại thôi nha. Chứ còn chưa có xài nha. Đó. D8. Con này bán 290k. 290k. Hàng Made in Japan nha các bác. Nagiri. Rồi. D9 là một em bơm này. À. Bơm này. Là China nhưng mà China xuất Nhật. À, Made in China, mã vạch của Nhật ha, chữ Nhật. Đó. Bơm thì còn mới rồi, đây. Đó, nó là hàng mới ha. Lõi ở trong nó thì bằng nhôm thì sao. Đó. Cái này thì rất là nhỏ gọn ha. Cái này chắc già trẻ lớn bé thì xài được hết nha các bác. Đó. Cái này tiện dụng của nó là mình có thể bỏ vừa cốp xe. Hoặc là các bác bơm bóng, bơm đồ gì cho con chơi ha. Đó. Còn cái này nó còn nguyên như thế này thì em sẽ không khui được ha. Đó. Thử rồi, rất là ok. Đó. Hàng China xuất Nhật còn cả giấy tờ này. Rồi. D9 100k. Rồi, đá mài Kodo. Rất nhiều bác mua và phản hồi về với em là đá xài rất là ok em ơi. Đá xài rất là ok em ơi. Đây. Hôm nay đá này thì hàng Đài Loan nha các bác. Đó, nói rõ các bác là hàng Đài Loan. Nhưng mà xài nó không kém cạnh gì Ninawa hay là Lotter của mấy bác đâu ha. Đó. Độ mịn của nó là 1.000-6.000. Cái mặt trắng này là mặt 6.000 à. Còn cái mặt xanh này là mặt 1.000 ha. Đó, nhiều cái thì nó in lộn là 6.000 dưới 1.000 lên trên. Nhưng mà thực ra mặt trắng này là mặt 6.000 đó ha. Test xem là nó ăn thép như thế nào ha các bác. Đây, cái con này chưa đụng chạm gì nó ha.
thép mặt 1000 trước. Đó. Đó. Đây là đang là khô hả các bác? Đó. Đó. Các bác nhìn. Đó. Nhìn thấy cái thép của nó đây. Đó. Cái mặt thép đen đen nó dính lên đá, tức là đá nó ăn đá. Các bác mài các bác thấy nó mút thôi. Nó mút con dao của mình vào chứ không phải là mài nó chơi giống như dao của giống như đá của Việt Nam hay là đó. Không, đen xì này, tức là nó ăn thép. Này. Còn đây là mặt trắng ha, mặt trắng nó dễ nhìn hơn mặt xanh thì nó khó nhìn đó. Khi các bác mài với nước cái này về các bác phải ngâm nước ha. Đó, ngâm nước chừng 5-10 phút gì rồi các bác lấy lên mài. Đó. Khi các bác mài em sẽ đảm bảo các bác rất là phê, tại vì nó ăn thép mình mài nó cảm giác nó phê lắm, nó mút vô đá chứ không phải là mài nó chơi đâu. Đó. 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 Vậy là các bác nhìn thế này là các bác biết là đá nó ăn thép này, đá ăn thép thì các bác mài nó rất là đỡ cực ha. Rồi, cục đá này thì bán rất là nhiều rồi ha. Giá là 180k một cục ha. 80k một cục thôi. D10. D10 là một cái em cưa ha. Còn cả tem này các bác. Heavy San, cưa này là cưa gì đây? Đây này cưa ổ khóa hay cưa gì đó các bác? Đó. 90k. D11 là một em cưa xếp. Còn tem nha. Còn tem lẫy còn ok. Những cái cưa như này á, mình cưa nó không bị hóc nè. Còn các bác mà cưa cái loại mà răng nó hở ra chả bá là cưa nó hay bị hóc, khó cưa. Đó, D11 90k luôn. D12. Đó, nó là một cái cây búa vừa búa vừa mỏ lết ha. 90k luôn. Này vừa có thể làm búa này, vừa có thể làm mỏ lết ha. Làm mỏ lết à. Đó, mỏ lết ép ạ, thôi mà. 90.000 một cái thôi các bác. Rồi. D13, cái này thì không biết để làm gì mà lâu lắm rồi không thấy bác nào mua cho em ha. Đó. Để kẹp cái gì, giữ cái gì đó ha. Đó. Hàng của Kyoto Tone này. 70k. D14 là cái khoét thạch cao ha các bác. Khoét thạch cao của K gì? Kanjawa hả? Của Kanjawa nè các bác. Ờ, đó, khoét thạch cao. Khoét thạch cao 70k luôn. D15. Đó, nó là một cái cảo sen cam. Tại sao cảo sen cam? Tại vì cái ti của nó nhỏ, ti của nó 2 ly nha các bác. Đó, ti của nó 2 ly. Hai đầu. Rồi. Con này bữa nay thì bán xuống 90k. Ừ. Cả xuyên ca 90k. D15 ha các bác. D16 kéo cắt tôn. Hàng của London. Đó. London UK gì đó ha các bác. Đó, nói chung là mấy cái này là của châu Âu nè, mã vạch thì các bác có thể check ha. 46 90k. D16 90k. D17 còn có một con duy nhất thôi. À, một con máy mà hàn nước nóng này các bác. Hàn ống nước nóng ha. Kabushi, cái này thì xài điện 220 nha các bác. Xài điện 220. Đó. 220. Ở đây thì nó có ghi phi ống là 20 tới 32 này. 20 tới 32. Hay là nó hơn đó. Một con máy hàn ống nước nóng. Rồi ở đây nó có 6 đầu ha, 6 đầu hàn ha các bác. Này, 6 đầu mỗi cái là 2 đầu đó, các bác gắn vô đây. Công suất của nó là 1000W ha. Công suất nó 1000W, điện xài điện 220V đó. Rất là mới. Đó, nó là hàng mới mà. Rồi, ok. Đó.
nguyên cái hộp này không, nguyên cái hộp đựng đồ này về các bác, nếu mà không xài máy nước nóng thì về có thể đựng đồ nghề hay quá. Xem được rất là nhiều chức năng. Rồi cái này bán lỗ vốn luôn hai các bác, 280k. Đó, công suất nó 1000W, nó nóng nhanh lắm các bác, chứ không phải là mấy cái lèo phèo đâu, nó 1000W mà nó ngang với cái ấm siêu tốc đó, ha. Đó, nó nóng nhanh lắm, cắm cái là tí là nó nóng là mất xài được rồi. 280k ha các bác. Rồi đây là cái thùng đồ nghề, thùng FP này. Đó, thùng này thì hình như là có bác bên Nhật bác độ cái gì vào đây, là bác khoan mấy con ốc này, bác độ cái này mà đây làm gì. Đó, mấy con ốc đó, về các bác chế sao chế mà lấy ra sao lấy ha. Đó, thùng này bên em bán 180k đít này, còn rất là đẹp ha, chưa bị thủng đâu nha, nó giấy nó dính á, giấy này keo thì nó dính, nó không bị thủng đâu. Em đã test hết cho các bác coi rồi. À, đó. Rồi hôm nay cân ký mấy cái máy này hả các bác. Đây, xả đi như nhà bây giờ rác không là rác, rất là bình thường, bề bộ quá trời đồ luôn. Hôm nay sẽ cân ký máy này, đây là cái cân hả các bác. Ok chưa? Đây cân về 00 rồi nha. Đó, 00 rồi ha. Rồi, cân cái con máy khoan này trước đi. Đây, máy này double Wilson gì đó ha. Đó. Màu đen này. Đây. Cân ký tính tiền 60.000 một ký. Đó. Con này là nó một ký 1 ký 8 năm rồi ha các bác. Đây 1 ký 8 năm rồi. Rồi thôi cầm luôn điện thoại đây này các bác. Đó, con này là 1 ký 8 năm rồi đây nè. Đó, 1 ký 8 năm ha. Rồi 60.000 một ký ha, các bác tự nhân tiền. Đó, này cái này là con này là mã số gì đây ta, mã số D18, D19, D19 1,85 ký. Đó, 1 ký 85. Đó, máy đã cân ký rồi thì một giá 60.000 một ký nha các bác. Đó, các bác muốn biết tiền của nó thì lấy cái số ký này nhân lên ha. Em chỉ ghi số ký trên đây thôi, tại vì nhân lên bây giờ nó đầu óc nó không được tỉnh táo các bác, nhân nó rất là lâu, tốn thời gian của các bác ha. Bữa nay nhức đầu quá các bác ạ. Rồi, một em máy mài của Makita này. Đó. Đây. Chữ của nó vãi đái chưa? 570W. Bỏ cân ký luôn. 1 ký 55. Đó. 1 ký 55 nha các bác. 60.000 một ký rồi thì các bác đừng có trả giá giùm em ha. Đó. 1 ký 55 là mã D20, 1,55. Các bác muốn biết giá tiền của nó thì cứ nhân với 60 là ok rồi, nhân 60 là ra số tiền của nó ha. Rồi một em máy khoan nữa, đã cân ký 60.000 thì không có bao sống chết nha các bác. Đó, các bác lưu ý rõ nha, không bao sống chết, đã cân ký rồi không bao sống chết cho các bác đâu. 1 ký 3 15 ha. Đó, hàng này cân ký rồi là không có bao sống chết cho các bác đâu ha. Các bác mua về mà các bác bảo cái con này chết hay là sao đó, này sống thì chả thấy gọi cho em đâu, các bác yên tâm đi. Mua con máy này về mà sống thì chả thấy bác nào gọi cho em đâu ha. Còn con nào mà chết thì các bác là thôi rồi đó, gọi cháy máy luôn ha. D20, D21. 1 ký 35 hả? 1 ký 35. 1 ký 35 ha. Đó. Rồi em máy mài này, wow, kịch kim luôn các bác ơi.
Rồi, con này thì em cân rồi ha. Đó, mang ra cân lớn ngoài kia cân 2,5 kg. D22 2,5 kg. Đó, 2,5 kg nha các bác. 2,5 kg mà các bác nhân với 60 đi ha, nó sẽ ra tiền ha. Đó, về các bác cứ cân thoải mái. Đây, thông số con này đây. Makita 82. Đó. Rồi, các bác mà coi video của em thấy giá cả hợp lý thì ủng hộ em ha. Còn video mà thấy giá cả cao quá hoặc là không hợp lý thì các bác có thể bỏ qua video này giúp em ha. Rồi, bác nào mà thấy video của em hay thì cho em xin một like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi ha. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác cuối năm rồi có một cái tất niên rồi sum họp với gia đình năm mới thật là vui vẻ ha. Đó, hết video này chắc em nghỉ ha. Rồi, chào bác nào mà em còn nợ tiền hay là nợ đơn gì hay là thiếu gì đó các bác liên hệ lại với em ha. Đó, giải quyết cho năm cũ nó xong hết đi nha các bác. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác ăn Tết vui vẻ ha.